จงรักเก่าเดี๋ยวมาวาวกันมัดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวคอยหัวเลยไปมุดตึ๊บมาได้นะ
lại hai thằng. Bây giờ xin thông báo là tôi là bây giờ được đồng chí Vũ Hùng bây giờ ủng hộ và cái giải này 200.000 đồng thì chúng ta xin được phát lên ạ. Phải nói là rất vui. Đầu tiên mới là có bạn anh em thì cứ ủng hộ cái này để đi nhóm ạ. Hôm nay là ngày họp với giải đất đề nghị chúng tôi xin mời cô Nhí là Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Hải Linh, cô Bạch Thị Nam gặp Nguyễn Hà Ly Mai Đồng. Hôm nay là cô Nhí đã đăng ký đổi xuống ra chơi và họp. Chiều hôm qua cũng tại đây phải nói là tất cả các con vật cùng giải hai đến giải đầu. Chúng ta còn nhìn là đu tại vì là cái đu cho bà đăng ký trần nào chuyển đến như thế này chúng ta như vậy chấp hành như thế này là người đây nữa thể nhất của cái hội này gì vào dưới không ở dưới bạn mày đô vật thể nhất ạ, mày đô vật thể nhất thành viên ngoài giới cho, và đặc biệt cái là các đô vật trong đội không được ra khỏi giới. Tên ủng hộ cái giải này là 200.000 đồng.
rất đầy đủ cao hoan nghênh. Anh quả đẹp không? Nhanh cho chú thoải mái chưa? Thế thì chúng ta tiếp tục vào tiếp tục cho những cái nhà để ý, để ý nào? Để nói rằng là từ hôm qua. Hai là người đi nhanh nhau khi mà cho bạn tất cả các cụ các bác các bạn
tại vì tôi đã đưa tôi lên, để có những đại học này là những bậc học phú và chúng là đồng viên đã công bằng nhau. Chúng tôi rất mong, vâng, chúng tôi rất mong ạ, các chị, các bác, các anh và đấy, chào mừng. Đó là ba của chúng tôi rất vui ạ, nhận được thành hôm nay để ủng hộ cái giải đặc biệt 500.000 đồng để chúng ta nhận được đấy. Và chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta tiếp tục ủng hộ, tiếp tục quan tâm vào, bởi vì những ngày tập đoàn này là các công vật làm được, các công các bạn cũng được tập huấn và rất là niềm vui, niềm vui của những ngày đầu xuân. Nước này đéo mang vào căn mặt rồi kéo qua mua rồi phải múc tất vào đây này.